Hello, xin chào cả nhà. Mình hôm nay cả nhà ơi, với series hành trình từ Sài Gòn đi Huế thì Nam sẽ ghi lại những cái hình ảnh, những cái hoạt động trong những cái nơi và những cái khu vực Nam đi qua. Và đây là chúng ta đang ở trên một cái eo biển tại biển Cà Ná nha. Và cả nhà thấy với một cái sức gió rất là kinh khủng và bất thiết rằng người dân ở đây họ phải gánh chịu mỗi năm biết bao nhiêu trận bão như cả nhà ơi. Gió vậy chạy xe sao em có chạy được không? Không chạy luôn hả? Muốn ngã luôn đúng không? Hình ảnh mà chúng ta đang thấy đó là một anh đến từ Hàn Quốc và anh đang thực hiện một cái lộ trình đi bộ từ mũi Cà Mau và ra Hà Nội với cái lộ trình dài là 2.250 km và dự kiến của anh đi trong vòng 90 ngày nha cả nhà. Đây mình với một anh bắt được gặp anh Hàn Quốc đi từ Cà Mau đến Hà Nội với lộ trình 2.250 km dự kiến trong vòng 90 ngày. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hành trình ra Huế nha cả nhà. Nam xin chào anh em biển số 86 nha. Chúng ta đang đi trên vùng đất Ninh Thuận. Và ở đây thì chúng ta có rất là nhiều khu du lịch cũng giống như những cái đặc sản vùng miền. Và Nam cùng với cả nhà sẽ trải nghiệm khu vực Bình Thuận nha. Thì bây giờ Nam đã đến một cái điểm để ăn sáng và tiếp tục hành trình. Nam chia sẻ với cả nhà một cái quán cơm nằm trong khu vực Bình Thuận và cái giá thì cũng rất hợp lý và hương vị thì rất là ngon nha cả nhà. Quán tuy rằng cũng không lớn, không sang trọng, cũng không hoành tráng lắm nhưng mà cái lượng khách đến đây rất là đông, vừa khách mua mang về, khách tại địa phương và cả khách du lịch luôn. Nam cũng thấy rất là ngon và muốn chia sẻ với anh chị, nếu mà đến khu vực này thì anh chị tìm đến cái quán cơm này để thưởng thức nha.